của mình cũng bị xong xuôi hết nè. Cái này mình mới đi làm xong xuôi đó chứ chưa có cân chỉnh gì phần tốc độ hay chân dịch nha. Anh em coi lại cái phần nguyên lý của mình. Đây mình phút này mình tự chế nè. Đó. Mình lấy cái ống mà để làm turbo đó. Một đầu mình bịt vô ống 42, một đầu thì mình xài phút 32 ủa 35 22. Mình xài cốc 22 ha. Bớt được vậy đó, tiền rồi. Nên mình xài cắp anh em. Máy turbo. Máy của mình nó bảo đảm anh em là mình chạy vừa mới chạy về mà mình dám cầm khói luôn nha. Lý do là mình có chế cái chỗ mà báo nhiệt nè. Báo nhiệt này mình này cái mình qua bên tu phần turbo giải nhiệt turbo. Giải nhiệt turbo xong cái mình phần này phía mình vô bên xương hàng nhớt cái phong chạy qua bên bô luộc. Đó, luộc bô này nè. Ngày hôm qua mình chạy thử khoảng 15 cây là mình về mà mình cầm vô cái ống khói là không nóng nha anh em. Trời em anh em nó không tin chứ mình qua mình cầm gì không nóng nha. Cái đàn em của mình nó mới đi về mình quay cho anh em coi luôn. Thì anh em cũng biết là mình bên đây là nút tắt nè. Còn đây là đề. Đề nha. Nói chung cái nô này mình làm đầu tiên cũng còn nhiều cái chỗ sửa chữa lắm, có gì anh em góp ý mình ha. Còn về test tốc độ thì để mình sửa chân vịt ngon lành hết rồi mình test tốc độ anh em coi. Thì ngày hôm qua mình chở mình với cả gia đình là 4 người thêm một thằng em nữa thì là tổng cộng là 5 người mà chạy không bữa đó. Hứa với anh em là không bữa luôn á. Cái mẫu cano này của mình của chạy Võ Vạn Nam nè. Mình đặt máy này là chạy không mổ nè, đi mà công suất lớn là Kubota là 187 1803 turbo luôn á. Nhưng mà nó không mổ ha. Không cần căn chỉnh về phần cano luôn. Thì rất là đã. Nó lên là nó lì là nó lướt không chứ nó không mổ nha. Mình có chạy một số cái chạy vỏ khác nó mổ lắm mà cái loại Vạn Nam này là mình có tham khảo một số anh em đó rồi mình đặt là nó không mổ luôn. Có thể nó là chạy vỏ này thì cano là chạy đạt. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì mình cũng khuyến khích tư vấn anh em là nên xài vỏ về cano của Vạn Nam. Lái ngang mình nhớ không chính xác là hình như là 1m25 cái gì á. Mà chiều cao này mình thấy cũng là cao lắm anh em. Lên trên cái thước đo thứ coi. Không qua. Chiều cao này mình tính từ theo mức này nha. Từ mức này đâu khoảng ngay đáy anh em, đáy còn chắc khoảng cỡ hơn 5 phân hay 1 tấc gì đó thì mình đo này là được 4 tới 3, 3 là 4 tấc 6 nha. 4 tấc 65. Nếu phủ luôn dưới này thì năm tấc. Cái điện thoại hơi khó à. Khó mà nghe được, mình đoán cũng phải 5 tấc 5 tấc 1 gì đó. Rồi tính độ lượng này nghe anh em ơi. Trời nó rất là vững. Mình kiếm cái chỗ nào mình quay cho anh em coi nha. Thôi chối quá. 5 tấc anh em. Từ mấy lượng lên tới be là 5 tấc. Còn cái bẩn trước này là 6 tấc rưỡi. 6 tấc rưỡi nè. Để mình đo chiều ngang anh em coi ha, chính xác nữa nha. Ôi cha, 1m3 luôn. 1m3
1m3 nè. Chính xác 1m3, cano mình 4m9 nha. Vì 4m9 thì bụng là 1m3. Còn chiều cao là nó 5 tấc. Mình khuyến khích anh em là nên sử dụng chạy vỏ của dạng nam này, chạy lạc lắm nha, không mổ nha. Cảm ơn em.